Họ gọi em là màn hình HKC vì gặp em là mờ em mê. Còn tên thì dài lê thế. MG34H18Q, nghe đến đây thì cũng phải suy. Cơ mà suy như nào á thì sau intro sẽ biết nhá. Chất lượng và mức giá của em này không thể đi đâu được, tại vì chất lượng một đằng, mức giá một nẻo. Màn hình hơn 7 triệu mà kích thước 34 inch, độ phân giải 2K, tầm nhìn được khai sáng với tỷ lệ màn hình 21:9 kết hợp với độ cong 1000R. Thích không? Nhưng mà phải cẩn thận đấy, nhập tâm ý là không thoát ra được đâu. Đây là Hải Linh ở tần số quét 60Hz, thời gian phản hồi 5ms. Còn đây là Hải Linh khi ở màn hình HKC MG34H18Q 165Hz 1ms. Mua 1 được một đống, tại vì màn hình còn được trang bị công nghệ FreeSync giúp chuyển động game mượt mà, giảm thiểu tối đa hiện tượng xé hình hay là giật hình. Vì cái gì cũng có nên game nào khó thì cũng đều xử được, như là Cyberpunk này, God of War hay là cả Sekiro nữa. Mà nhá, khung viền siêu nhỏ 2mm thôi, cảm tưởng như đang ở trong rạp chiếu phim chứ chẳng đùa. Mà đã xem phim thì phải có loa đúng không? Chứ ai lại xem phim không có tiếng. Thế bây giờ mình sẽ cho các bạn thử check cái loa của em màn hình HKC này nhá. Đó, và nó còn được tích hợp hai loa 2W cho hai người nghe hoặc là nhiều người nghe đều được nha các bạn nhá. Chân đế được thiết kế hình chữ V, vừa thon vừa dài lại vừa chắc chắn. Giải trí thôi này, nhưng mà để mà có tiền để mà mua em này thì cũng phải làm việc nữa đi đúng không? HKC MG34H18Q có chức năng chia nhỏ màn hình cực kỳ thông minh, cùng với đa dạng các cổng kết nối như là hai cổng HDMI này, một DisplayPort này, một Type-C này, cực kỳ phù hợp cho những người dùng mà cần đa tác vụ này, hay làm việc đa cửa sổ như là các ngành liên quan đến tài chính hay kế toán, editor, thiết kế vân vân. Thế nên là lên ngay website của Hacom để dinh em nó về ngay chứ còn gì nữa. Và mình là Hải Linh, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé.